Vâng, Dự đây. Trong video này thì Dự sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra cái bìa ebook. Bìa ebook cả dạng 2D bình thường, cả dạng là trang trí vào bối cảnh nữa, vô cùng dễ. Đây, ví dụ mục tiêu của bạn là tạo ra một bìa ebook như này. Đâu rồi nhỉ? Đây. Được không? Đây là bìa bình thường, vuông thành sắc cạnh đúng không? Và đây là gì ạ? Đây là phối cảnh. Đâu rồi nhỉ? Đấy, đây là bìa bình thường này. Đấy, còn đây là cái phối cảnh mẫu này. Phối cảnh mẫu. Và đây là cho bìa bình thường và cái phối cảnh thì nó đẹp như này. Có 3 bước bạn cần làm nhá. Bước thứ nhất là bạn tạo ra cái bìa bình thường như này đã, vuông thành sắc cạnh như thế này, gọi là bìa bình thường. Cái thứ hai đó là bạn cần phải có một cái bìa phối cảnh, là có đây để bạn thay vào thôi. Và cái thứ ba là bạn ghép nó vào với nhau thì tạo thành hình ảnh như này. Đó. Thế bây giờ để làm được điều này thì vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần một ứng dụng, đó là ứng dụng Canva. Canva đây này. Canva đây này. Canva không phải Canvas nhá. Canva. Bạn chưa có thì bạn vào App Store bạn tải. App Store. Bạn sẽ kích vào tìm kiếm đây này. Bạn tải nó. Canva. Kích vào nút tìm. Và sau đó bạn kích vào nút mở. Nếu bạn chưa có thì nó sẽ kích vào nút download, nút tải về thì bạn tải về thôi. Đấy, như có thể dự đây thì tự mở nó lên là như này. Đó. Thế bây giờ có được Canva rồi thì mình làm như nào? Thì làm như nào? Thì việc của mình là bây giờ thiết kế ra cái bìa 2D trước. Cái bìa đơn giản này. Đây này. Mình thiết kế ra cái loại bìa này trước này. Đây, bìa này trước. Thì làm sao để thiết kế ra cái bìa như thế này? Thì mình vào Canva. Mình vào Canva. Đấy. Đây thì giữ tắt này đi nhá. Tắt này đi này. Đó rồi. Đây, thì tắt nó đi. Bây giờ thì tắt nó đi để mở lại từ đầu nhá. Mở lại từ đầu cho các bạn xem. Tắt hết những cái này, mở lại từ đầu cho các bạn xem. Bây giờ đây. Vào Canva này. Đấy thì nó load này. Bạn chưa có đăng ký tài khoản Canva thì bạn phải đăng ký thôi. Rồi thì ở trong này nó đây ra trang chủ như này. Ra trang chủ như thế này rồi. Thì việc của bạn đó là sẽ tìm ở trong này. Tìm trong này cái chữ là ebook for free. Tìm đi. Đó thì nó sẽ ra những cái mẫu, cái mẫu bìa ebook mà nó được miễn phí. Miễn phí. Ebook for free. Bạn phải làm như thầy Dự đã, copy như thầy Dự làm đã thì sau này bạn sáng tạo, bạn tạo bìa nào cũng được. Thì đây là những mẫu bìa ebook for free. Thì chúng ta chọn cái Hey Sugar này. Chúng ta chọn mẫu là cái Hey Sugar này. Bạn chọn, thực ra chọn cái nào cũng được, nhưng bây giờ bạn hãy làm như một chú khỉ, làm theo thầy Dự đã. Đây, Hey Sugar. Được không? Thế là kích vào nó rồi. Bây giờ mình sẽ thay cái ảnh này bằng ảnh của Jennifer đúng không? Kích vào cái ảnh này. Kích vào cái ảnh. Kích vào cái ảnh. Kích vào cái ảnh này. Thì nó sẽ hiện ra là gì ạ? Cuộn camera, tức là những cái ảnh ở trong camera của bạn. Thì bạn lướt đi, bạn tìm cái ảnh gốc của Jennifer. Bạn lướt dưới này. Bạn tìm ảnh gốc của Jennifer dưới này. Jennifer thì Dự thì nhiều ảnh vô kể rồi. Đây. Đây. Ví dụ thì Dự sẽ chọn cái nào? Đây hả? Đây đi. Đây. Được không? Đấy. Nhưng cái con này nó lại hơi bẩn tí. Bây giờ tìm cái ảnh nào mẹ Thúy Hằng cho ngồi cho con ăn dạm thôi. Ảnh vừa nãy đâu nhỉ? Kéo xuống dưới nữa đi. Kéo xuống dưới nữa. Đây rồi. Đây rồi. Đổi thành cái ảnh nào? Đổi thành cái ảnh. Ảnh nào? Đây rồi. Ảnh đây. Đấy. Được rồi. Okay. Cái này cũng được. Cái này rất là tuyệt vời rồi. Đó. Thấy không nhỉ? Thế là bạn phải có một cái ảnh sẵn. Ảnh sẵn đẹp của bạn trong này. Đấy, kêu cuộn camera nhá. Bây giờ kích vào. Cái này là những lựa chọn thôi. Bạn chọn những ảnh khác ngoài này cũng được, tùy. Nhưng mà nên chọn ảnh có mặt bạn. Đây là các bạn phối màu, bộ lọc phối màu. Đấy, để màu này cũng được. Màu này cũng được. Màu nào cũng được. Này, màu hồng sáng đẹp chưa? Đấy. Đấy, để màu này. Nó rất là đẹp. Bây giờ thầy Dự kích vào cái chữ. Kích vào cái chữ. Và thầy Dự sẽ ghi cái tên ebook này vào. Tên cái cuốn sách này là 8 bí kíp hay tuyệt chiêu nhỉ? Bí kíp. 8 bí kíp cho con ăn dặm à? 100 con ăn dặm. 100 con ăn dặm. Enter vào. Đó, mình tạo rồi, mình kéo xuống.
click vào đây, mình click vào nút xong. Xong mình chọn phông chữ nhá, mình chọn phông chữ. Thì các bạn click vào chữ mặt, đây này, đây là cái phông chữ này, khu phông chữ này. Bạn click vào phông chữ này. Và bạn chọn, ví dụ chọn phông chữ tiếng Việt thì cũng được. Đây một số phông chữ tiếng Việt đây này. Đây, thì bạn chọn, đây dự các bạn là kéo hết xuống dưới. Chọn cái phông chữ, nó có tên là phông chữ thầy dự hay dùng là Open Sans. Thôi nhỉ? MNOO cơ. Rồi toàn tiếng Trung Quốc này. Đâu, Open đâu. MNOOPQ đúng không? O đâu? Open Sans đây này, Open Sans. Đây Open Sans này, các bạn nhìn thấy Open Sans đây chưa? Các bạn cứ lướt thôi, tìm thôi, tìm Open Sans. Đấy. Sau bây giờ bạn cho chữ nó nhỏ lại, bạn kích vào nó. Kích vào nút xong này đã. Xong kích vào chữ 166 này này, kích vào cái số này này. Bạn kéo lại. Kéo lại. Đấy. Xong bây giờ bạn muốn kích vào đây. Xong bạn kích vào chữ nhập này này thì nó chạy xuống. Đấy. Thì bạn lại có thể là cho to hơn thì cũng được, 84 đúng không? Cho lên 90 đi. Đấy nhỉ? Đấy. Xong bạn còn có thể là kích vào nút xong. Xong kích vào nút chữ B này này là để bôi đậm lên. Đấy, chữ bôi đậm lên thì kéo này cao ra tí. 80 cho con giảm. Thậm chí bạn muốn kéo xuống dưới nữa thì kéo xuống, đặt tay vào kéo thôi. Bạn cho cái chữ này này lên trên cao tí. Đây, ví dụ như cái này cho lên trên cao tí. Bạn ghi ở đây là gì? Thay đổi cái chữ này này. Chọn tất cả này, các bạn xóa đi này. Xong bạn nói đi này. Sách dành cho mẹ bỉm sữa. Mẹ bỉm sữa. Đấy, sách dành cho mẹ bỉm sữa. Cho to hơn tí nữa cũng được. Để 3940 đi. Rồi. Rồi, xong đó bạn kích vào cái chữ dưới này, kéo nó lên. Đó. Ở dưới này thì bạn có thể ghi tên tác giả, bạn thêm một cái text vào, bạn ghi tác giả ở chữ dưới này này. Bạn muốn thêm một cái nền cũng được nhá. Nếu bạn muốn thêm một cái nền thì bạn kích vào đồ họa này này. Đó, xong bạn kích vào một cái nền, ví dụ đây này, nền miễn phí đây này. Đấy, thì bạn có thể là kéo cái này xuống. Đấy, đâu nhỉ? Đấy, kéo vuông cái này chỉ kéo vuông thôi. Mà không thích nó nữa thì bạn kích vào ô xóa trên này này. Mà không thích chi tiết nào thì bạn kích vào ô xóa trên này. Đấy, bạn thêm lại, thử thêm một cái nền khác nào. Thêm một cái nền khác, ví dụ như là thêm một cái nền trắng này đi. Đó. Đó, thì là nền vuông, cũng chỉ là nền vuông này thôi. Đó. Bạn có thể xóa nó đi nếu bạn không muốn. Bạn thêm vào nào. Bạn đi tìm những cái đồ họa mà bạn thích. Bạn có thể tìm bất cứ thứ nào bạn thích. Đó. Đây, có thể là đây. Bạn thích cái đồ họa này. Đúng không? Kéo xuống thế này. Để thêm một cái vệt trắng thế này. Cho to ra tùy bạn. Vệt trắng thế này tùy bạn. Cái này thì có cái kéo to này được. Nhưng mà không thích thì không sao cả. Bạn xóa nó đi. Đó. Ví dụ thầy dự có một vệt trắng ở đây rồi nhá. Vậy thầy dự thêm chữ ở thế này thôi đúng không? Cứ kích vào nút dấu cộng này. Kích vào dấu cộng này. T là thêm văn bản. Thêm văn bản của chính bạn. Thì ghi là tác giả. Thôi cái này chữ ra nó đè vào nhau này nhỉ. Open San. Đúng chữ Open San chưa nhỉ? Mình phải chọn đúng cái chữ phông chữ Open San nhé. OPQ Open San. Đây rồi. Open San Line này. Hay là trên cùng rồi nhỉ? Chúng ta hay chọn ở đâu thì nó là nằm trên đấy. Đây là Open San này rồi. Rồi chúng ta kích vào phần xong cho chữ nó nhỏ lại đã. Rồi kích vào chữ. Xong kích vào chữ này. Kéo chữ xuống đây này. Thấy chưa rồi. Lại kích ra ngoài. Kích vào phần xong cái nào bạn. Rồi tác giả Thúy Hằng. Mẹ bé Jennifer. Tại vì bạn Hằng bạn ấy xưng là chào bạn, tôi là Thúy Hằng, mẹ bé Jennifer đây. Đó. Bây giờ bạn chọn này cho nó nhỏ hơn tí. Bạn ở đây. Bây giờ bạn chưa chữ này màu khác đi. Bạn kích vào chữ cái trắng này này, biểu tượng trắng này này. Chọn màu đỏ. Đấy. Là xong. Thế là bạn kích vào ra ngoài này, kích ra ngoài này nhá. Ra ngoài, thế là xong. Bây giờ chúng ta kích vào nút download ở trên này này. Nút download xuống đây này. Kích vào download xuống.
click vào tải xuống ấy. Đấy thì đợi một chút. Thì nó đang tải xuống cho các bạn đấy. Đấy, đang chuẩn bị thiết kế đấy. Rồi xong, lưu vào cuộn camera rồi. Rồi xong rồi đúng không? Vậy là bạn đã xong bước 1 là có bìa 2D ở trên Canva này rồi. Thì rất là tuyệt vời. Thì bây giờ bạn cần phải download cái bộ giao diện mẫu về đây này. Đây thì tự cho các bạn cái kho có rất nhiều các bối cảnh, cái ảnh bối cảnh sẵn đây rồi. Đây là quà tặng các bạn hàng trăm cái, nhiều vô kể luôn. Các quà tặng này là quà tặng dành riêng cho các học viên thân thiết của Thế Dự đấy nha. Ok, làm sao để mình để có được cái kho quà tặng như này? Thì các bạn vào, có thể kích vào cái đường link nào đó mà Thế Dự cho các bạn trong nhóm chính minh của luật xác. Hoặc nếu không thì các bạn kích vào cái trình duyệt của bạn ấy. Đây là Safia này. Các bạn kích vào này. Đấy. Các bạn trình duyệt đấy, trình duyệt trên điện thoại của bạn ấy. Hoặc là trên máy tính đều được. Các bạn search là hanquangdu.com. hanquangdu.com xoẹt chéo book. Đây là đường link trong web book. Enter. Rồi. Đấy không? Thế là bạn đi đến cái link này. Nhớ nhá, là bạn phải vào gì ạ? Vào trình duyệt của bạn. Hoặc là nếu bạn vào Chrome này này. Chrome này. Ví dụ bạn vào Chrome. Đó thì bạn cũng phải kích ở trên cái này này. Kích ở trên cái đường link ấy nhá. Ở ô truy cập đường link ấy chứ không phải vào google.com đâu, mà trên cái đường link cơ, trên đường link. Đây là gì ạ? book thì nó cũng ra được cái này. Tóm lại đây là một cái đường link trang web để bạn truy cập cái trang web đấy. Đó thì bạn ra được cái này. Rồi, cách để download về như sau. Ví dụ bạn thích cái ảnh nào nhỉ? Bạn thích cái ảnh này đúng không? Bạn thích cái ảnh nào? Ví dụ bạn thích cái ảnh nào này. Ví dụ bạn thích cái ảnh nào? Ví dụ bạn thích cái ảnh này đi. Đây. Rồi. Xong bạn kích vào nút chữ download ở trên này này. Chữ download này này. Kích vào download. Kích vào chữ download. Rồi, đợi một tí. Nó ra cái ảnh này rồi. Xong bạn hoàn toàn có thể để tay vào cái ảnh này. Giữ một tí. Đó. Nào giữ một tí nào. Đấy. Đâu rồi nhỉ? Kích vào số 3 xem sao. À cái này là lưu, xin lỗi các bạn. Hoàn tất. Nào. Ủa. Bây giờ bạn chỉ cần kích vào cái ảnh này. Đâu rồi. Là bạn có thể download nó ra. Yêu cầu vào trong web cho máy tính. Nào, làm lại nào. Đây. Các bạn vào trình duyệt Sapphire này. Kích vào ảnh đấy này. Xong kích vào nút download này. Rồi, ra nó này. Bạn giữ nó này. Giữ nó không được thì kích vào dưới này. Đây, à đây rồi, lưu hình ảnh. Rồi, thế là lưu hình ảnh vào trong rồi đấy. Được không nhỉ? Đó. Bạn mà hiểu tưởng thấy dự chưa? Đấy, nó vô cùng đơn giản đến mức độ như vậy. Các bạn vào cái trình duyệt của bạn, bạn đánh vào, xong bạn lưu vào. Lưu hình ảnh về, tìm mọi cách để lưu hình ảnh về. Rồi, bây giờ bạn lại vào trở lại Canva. Trở lại Canva. Đây, Canva của bạn đây. Đúng không nhỉ? Bạn trở lại cái trang chủ như bình thường. Bạn sẽ kích vào dấu cộng này này. Kích vào dấu cộng. Sau đó bạn tìm ở trên này. Bạn sẽ tìm là bài đăng trên Facebook. Tại vì các bạn chủ yếu marketing trên Facebook mà. Kích vào bài đăng trên Facebook. Thì các bạn kích vào bài đăng trên Facebook. Bài đăng trên Facebook. Khi kích vào bài đăng trên Facebook rồi thì bạn cứ chọn cái ô trống này này. Trống. Được không? Bạn chọn cái ô trống này xong thì bạn kích vào dấu cộng để thêm nào, kiểm tra thêm nào, thêm nào, kiểm tra nào, kiểm tra kích vào đâu ạ? Kích vào cái này, tôi kích vào ô trắng này thôi. 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 Kích vào đây. Kích vào đây này. Kích vào đây rồi, xong đó mình sẽ kích vào ô cộng này. Xong mình kéo sang bên này, mình kích vào ô logo này. Logo.
và mình chọn ra cái ảnh vừa nãy, cái ảnh 2D của mình đây, 2D đây đó, thì tự nhiên nó biến vào đây rồi, mình chỉ kéo ra thôi. Hiểu tưởng thầy Dương nhỉ, đó vô cùng đẹp. Và mình sẽ lưu nó xuống. Đó, vậy là bạn đã có ảnh của Jennifer rồi. À, ảnh của cuốn sách của mẹ Jennifer rồi. Bạn cứ vào phần ảnh này bạn tìm. Đấy, ảnh của bạn này. Rất đẹp chưa? Đẹp chưa? Đó, và bạn nhớ nhá, bạn vào, bạn phải download rất nhiều phối cảnh về. Tại vì bài tập của bạn là phải làm 5, ít nhất là 5 phối cảnh. Bạn chỉ cần một cái ảnh ha, một cái ảnh trên trên Canva, một cái ảnh này thôi. Bạn chỉ cần, nhớ này, bạn chỉ cần một cái ảnh 2D này thôi. Ảnh này thì gọi là ảnh 2D này. Ảnh cơ bản này, chỉ cần một cái ảnh này thôi. Nhưng bạn phải cho vào 5 phối cảnh khác nhau. Đây là một phối cảnh này. Đây là một phối cảnh này. Và tất cả các phối cảnh đấy thì các bạn kích vào gì ạ? Các bạn có iOS đúng không? Kích vào đây rồi. Thì bạn đúng truy cập vào trong web hanconzu.com xoẹt chéo book Ober Orker book book. Thì các bạn download tất cả cái đấy về máy của bạn là được. Đó. Và khi bạn xong rồi thì bạn vào nộp bài cho thầy Dự thôi. Bạn vào nộp bài thì bạn nộp vào đâu? Bạn vào trang thầy Hán Quang Dự. Thầy Hán Quang Dự. Thầy Hán Quang Dự. Và thầy Hán Quang Dự. Các bạn kích vào, kích vào đây để xem cập nhật, kích vào xem ảnh. Đúng nhỉ? Nó kích vào cái ảnh này. Kích vào xem thêm. Thì các bạn nhìn thấy là đấy là thành quả số mấy. Thiết kế ảnh bìa ebook từ trên Canva này và tạo ra 5 phối cảnh cho nó, tức là thành quả số 4, thành quả số 5 đấy. Thành quả số 4, thành quả số 5. Thiết kế bìa ebook từ trên Canva chúng con thì bạn kích vào đây. Kích vào đây. Đó. Và sau đó thì à, bạn comment vào đây thôi. Đấy. Đẹp không? Đấy, các bạn đã thiết kế đẹp này cơ mà. Thế thì dự là gì ạ? Thêm một cái vào. Thêm của bạn Thúy Hằng này vào này. Thư viện ảnh này. Đó thì thêm cái 2D đúng không? Tất cả ảnh này. Thế 2D là cái nào? 2D là cái này. Đấy. Đây. Đăng lên. Rồi, thế là nộp bài xong. Với tiếp theo là tạo ra 5 phối cảnh cho ảnh bìa ebook của mình đúng không? Tích vào đây. Bạn comment 5 cái vào. Đó, bạn phải cho lên driver để bạn comment vào nhá. Driver. Cho driver ở đây như bạn Mai Cẩm này này. Đó, và để cho driver bạn hoàn toàn có thể comment 5 cái ảnh vào đây cũng được, nhưng thầy khuyên các bạn cho driver cho con nó có thói quen. Có thói quen thì bạn sẽ vào gì ạ? Vào driver này. Vào driver này. Driver này. Bạn thấy cái gì ạ? Kích vào này. Bạn thấy kích vào này. Driver này bạn kích vào. Sau đó bạn chọn gì ạ? Chọn thư mục. Thì bạn ghi là gì ạ? Bìa ebook. Của Thúy Hằng. Ví dụ vậy. Bìa ebook của Thúy Hằng. Đó, kích vào nút tạo. Thế là giao folder bìa ebook của Thúy Hằng rồi. Không, bây giờ kích vào trong thôi. Và mình tải lên. Kích vào dấu cộng này tải lên. Tải lên. Ảnh với video tải lên. Tất cả ảnh lên. À, mình chọn mấy cái ảnh nào. Ồ, ảnh đâu rồi? Ảnh thêm gần đây à? À, ảnh thêm gần đây. Kích vào đây này. Kích vào cái này này. Kích vào cái này này. Đấy, bao giờ đủ 5 cái thì cho lên. Thì demo mấy cái thôi. Các bạn làm tất cả những thứ còn lại nhá. Tại vì các bạn đã được ảnh phối cảnh thì tự tặng rồi. Rồi, sau đó các bạn kích vào nút 3 chấm này này. 3 chấm trên này này. 3 chấm. À, xin lỗi các bạn ra ngoài đã. Đây này, nhìn bìa ebook của Thúy Hằng này, kích vào 3 chấm này. 3 chấm như này này. Xong kích vào chia sẻ liên kết này, kích vào đây để bật sáng lên đã. Rồi, xong nó tự mất đúng không? Mình lại kích lại. Rồi, bây giờ sao chép liên kết. Và sau đó, mình bắt đầu mới ra cái trang này, mình lại nộp bài. Bài của Thúy Hằng. Bài của Thúy Hằng. Đó, chưa tan rồi, một điện thoại chưa tan rồi, không sao cả. Dán. Enter. Xong, nghĩa là mình nộp bài xong. Đấy chưa nhỉ? Rồi, vậy là các bạn nhớ các bước nhá. Bước 1 là bạn phải tạo ra cái bìa dạng 2D trước. 2D trước, đó là dạng nào? Đó là cái dạng này này. Dạng này trước. Đấy, và tạo bằng Canva. Và tạo bằng Canva thì nhớ rồi là vào Canva.
xong tìm cái chữ là ebook free, ông tìm chữ sugar đấy, ông thay thôi, ông download nó ra rồi. Và bước tiếp theo nữa là bạn nhớ này, vào cái site FIFA này đấy, hoặc là trình duyệt bất kỳ một cái trình duyệt mạng nào đó, trình duyệt ghép nào đó, rồi bạn vào Google bạn mới cái gì được. Nhưng xong nó lên trên này này, tìm hanquangdu.com, xoay chéo là book, rồi enter. Nó phải là đường link nhá, chứ không phải là search ở dưới Google thế này đâu, phải đường link ở phía trên ấy. Đó thì bạn ra này, rồi các bạn là download xuống thôi. Đâu nhỉ, cứ download nó xuống thôi. Cái đây này. À đâu, biểu tượng download này. Đúng rồi, bạn download nó xuống. Cái vào đây, lưu hình ảnh, thế là xong. Vô cùng tuyệt vời. Sau đó bạn lại vào Canva. Vào Canva, bạn back lại trang chủ đúng không? Bạn kích vào dấu cộng này này, xong bạn kích vào bài đăng Facebook này, xong bạn tìm một cái trống, thế là bạn cho lên thôi, cho ảnh phối cảnh vào, ghép 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 trống này, cho cái ảnh lên này, kích vào cuộn camera để lấy ảnh này, kích vào đây để lấy mẫu này, lấy mẫu xong rồi thì kích vào dấu cộng nữa này, mỗi lần thêm gì phải kích vào dấu cộng, nữa sang để lấy logo này, logo tức là ảnh chèn thêm ấy, đúng rồi, logo ảnh chèn thêm, thêm cho cái gì vào? Cho cái này của mình vào cũng được, làm sao được không, cho cái gì vào chẳng được. Thậm chí sau này bạn có thể sáng tạo, bạn cho một cái ảnh của bạn vào, kích vào đây, thêm logo, bạn cho một cái ảnh của bạn vào đi, kích vào dấu cộng này, mình thêm này, mình thêm bất kỳ một cái gì vào của mình đều được hết. Hôm trước là thì làm thêm một bạn nữ đấy, thêm một cái ảnh thần thái nào đó của hai mẹ con Jennifer đi. Đây, thêm cái ảnh này vào cũng được, làm sao đâu. Đâu rồi, chưa lên này. Đấy. Đây này. Đấy, được không? Thế là xong. Đó, bạn làm đơn giản như này đã, cứ làm đơn giản như này đã. Đào nó xuống. Rồi, cảm ơn các bạn. Và nếu bạn đang xem cái này và đang hiểu cái này thì comment ở dưới. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Và đừng quên là đăng ký vào cái kênh YouTube này của Thầy Dự thì các bạn sẽ xem được rất nhiều video hay hơn nữa. Thank you.